Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay review tới quý vị một căn nhà tại phố Phan Đình Giót, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với mọi người nha. Với cái căn nhà này thì cái diện tích nhà là 31,5m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam, ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô ngay vào đây thôi mọi người ạ. Cạnh nhà gần như ô tô lùi vào tới tận cửa nha quý vị. Và cách với trục chính của cái phố Phan Đình Giót này nó chỉ khoảng tầm 20m, cách với lại trục đường Quang Trung Hà Đông nó khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Rất là gần, đi lại thuận tiện, xung quanh đầy đủ tiện ích sinh hoạt, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới bệnh viện đa khoa Hà Đông nó chỉ phạm vi bán 500m thôi mọi người ạ. Và từ vị trí ngôi nhà này đi lên cầu Trắng Hà Đông cũng rất là gần, đi ra phố Lụa. Nói chung với cái vị trí căn nhà này rất thuận tiện để đi lại sinh hoạt, đi ra trung tâm thương mại Yomon này, các bệnh viện lớn này, và đi ra tới cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, nó chỉ khoảng tầm 200m thôi nha mọi người. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà này. Với cái căn nhà này thì phần mặt tiền của ngôi nhà chủ đầu tư đã ốp toàn bộ cái đá granite màu trắng rồi mọi người nha. Và phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là sắt sơn tĩnh điện, và bên trong, cửa bên trong nó là cửa gỗ lim mọi người nha. Đây, mời quý vị nhìn thực tế. Với căn nhà này đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về ở. Giá chào bán 3,6 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì nếu như quý vị có khoảng tầm 1,5 cho tới 1,6 tỷ đồng tiền mặt thì phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ các ngân hàng mà Ngọc Ánh hay liên kết, đó là bên BIDV này, hoặc là Techcombank, hoặc là bên ngân hàng quân đội. Thì về cái phần vấn đề ngân hàng này, mời quý vị gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cho mọi người nha. Tiếp theo, với cái tầng 1 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như thế nào, mời quý vị vào khám phá và tham quan cùng em Ánh. Ở đây, phần tầng 1 ở đây là chính là phần phòng khách mọi người ạ. Thì toàn bộ cái phần phòng khách này, phần ở đây chủ đầu tư đã lắp cho mình một cái tấm vách PVC mọi người nha, tấm ốp rất là đẹp, cùng với kệ trang trí tivi này. Đấy, không gian phòng khách cũng khá là hợp lý. Ở đây là cái phần để phòng khách mọi người nha. Và có cửa sổ ở bên cạnh này luôn này, thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, có rèm luôn ạ. Đó. Căn nhà này thì thực tế mà nói là mới vừa hoàn thiện xong xuôi thôi quý vị nha. Và được xây dựng độc lập duy nhất một căn thôi, đi lại cũng rất là thuận tiện. Đó, đây chính là phần phòng khách rồi. Vậy thì phần phòng bếp thiết kế như thế nào? Ở đây chính là phần phòng bếp mọi người ơi. Với phần phòng bếp ở đây, chủ đầu tư đã được lắp đầy đủ về cái tủ bếp này. Đó. Tủ bếp cái tông màu ghi xám này rất là đẹp mọi người ạ. Nhẹ nhàng mà nhìn nó rất là lạ nhá. Bình thường Ngọc Ánh đi quay ấy thì thường thường là màu trắng hoặc màu nâu, hoặc là cái màu trắng sứ. Còn ở đây nó là màu xám ấy mọi người ơi. Không biết là trên video thì nhìn nó có rõ không? Và cái phần bếp này thì chủ đầu tư là xung quanh là dùng kính ốp bếp này, mặt bếp là dùng đá granite. Ở đây là chủ đầu tư có tặng cho mình một cái bếp từ đôi và cái hút mùi ở bếp rồi mọi người nha. Với cái tủ bếp này thì phụ kiện bếp đi kèm là toàn bộ chất liệu inox 304 mọi người nha. Chậu rửa này, vòi rửa này, chậu rửa đúc inox 304 mọi người nha. Đó. Với cái không gian cũng như là cái thiết kế của ngôi nhà này khá là hợp lý. Tuy nhiên nó chỉ một chút ở trên video mọi người có thể nhìn thực tế, và chắc chắn là quý vị sẽ nhìn thấy luôn, đó là cái phần mặt hậu bên trong nó hơi bị chéo một chút mọi người nha. Nó chéo cái này thì là do thửa đất, tuy nhiên thì chủ đầu tư đã cố gắng xây cũng như là thiết kế nó tối ưu cái công năng 5 tầng sử dụng rồi. Đây, ngoài ra ngoài cái phần phòng khách và bếp thì phần tầng 1 còn có nhà vệ sinh mọi người ơi. Đầy đủ bồn cầu cũng như là vòi rửa, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó. Tiếp theo, cái phần tay vịn cầu thang từ phía dưới cổ trụ này, tay vịn này từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Ở đây mọi người có thể nhìn thực tế, toàn bộ là thiết kế gỗ lim Nam Phi, mặt bậc cổ bậc cầu thang là ốp đá đen trắng mọi người nha. Và Ngọc Ánh đã review rất là kỹ cái phần tầng 1 cho quý vị rồi. Vậy phần tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên trên khám phá tầng trên nhé. Bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế như sau mọi người ạ. Ở trên phía tầng 2 này có một cái ô cửa sổ thoáng ở phía tầng 2. Đồng thời với tầng 2 này thì thiết kế như thế nào ạ? Gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây chính là cái không gian căn phòng ngủ của ngôi nhà. Thì cái không gian phòng ngủ đây chủ đầu tư đã lắp đặt cho mình một
chiếc điều hòa đây mọi người nha. Đó, hai cửa sổ thông thoáng. Đó. Đây, kệ này là đây chắc là phần để tivi mọi người ạ, hoặc là nói chung là trang trí. Đồng thời có một cái tủ quần áo. Đây. Quý vị nha. Căn nhà này là đã lắp đặt nội thất ở phía trong phòng ngủ cho mình rồi. Tủ quần áo rất là đẹp. Tủ quần áo 4 cánh mọi người nha. Rất là rộng ấy ạ. Và giường đây. Táp đầu giường nữa. Đây. Mọi người nhìn thấy không ạ? Toàn bộ cái phần phòng ngủ là chủ đầu tư lát sàn gỗ mọi người nha. Lát sàn gỗ công nghiệp. Với phần phòng ngủ này thì được thiết kế nó cũng khá là đặc biệt, với cái phần trần thạch cao theo kiểu hệ giật cấp, cùng với lại cái hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện ở đây quý vị nha. Đó. Nó cách điệu đi một chút thôi nhưng mà nhìn nó cũng khá là khác đấy ạ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ lim hoàn toàn luôn. Đây quý vị nha. Và phần tiếp theo đó chính là phần nhà vệ sinh ở phía tầng 2. Thiết kế luôn một cái cabin tắm này, một bộ sen cây tắm này, bồn cầu liền khối ở bên ngoài này, vắt khăn dàn mọi người ơi. Ngọc Ánh review rất là chi tiết, rất là cụ thể. Nói chung là có như thế nào thì Ngọc Ánh quay như vậy thôi cho mọi người nha. Đó, đây lavabo bàn đá này. Không gian của cái phòng vệ sinh này nó rất là rộng quý vị ạ. Rất là rộng và cũng rất là thoáng, có cửa rất ở bên ngoài đây. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây nha. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà rồi, vậy thì tầng 3, tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Mọi người ơi, với cái cầu thang đi lên ở phía tầng 2, tầng 3 đi lên đây nó rất là rộng mọi người nha. Nó thoai thoải và nó không bị dốc mọi người ạ. Và trên cái phía tầng 3 của ngôi nhà này thì thiết kế nó cũng tương tự như tầng 2. Đây, thiết kế tương tự như tầng 2. Cũng gồm một giường này, một giường ngủ này, một cái táp đầu giường này, hai cửa sổ này và điều hòa này. Lắp đặt sẵn rồi, với cái căn nhà này thì nói chính xác ra là mọi người chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi quý vị ạ. Đi lại thì rất là thuận tiện, rất là gần. Đây, tủ quần áo. Tủ quần áo phía dưới tầng 2 thì là màu nâu mà lên phía tầng 3 thì là màu trắng nha mọi người. Nó có sự khác biệt đi một chút. Đó, tủ quần áo đầy đủ, giường tủ rồi là táp đầu giường, điều hòa, bình nóng lạnh mọi người nha, đầy đủ hết rồi. Căn nhà này chỉ việc dọn đồ về ở thôi đấy. Phòng ngủ, không gian phòng ngủ cũng rất là rộng. Và chủ đầu tư lát sàn gỗ thì nó rất là ấm cúng mọi người ạ. Và nó rất là êm. Một số người thì thích gạch nhưng mà một số khách hàng thì lại thích làm sàn gỗ. Và đây là tầng 3 rồi, mời quý vị theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của ngôi nhà cũng vậy. Như vậy khi mà Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì có 3 phòng ngủ riêng biệt, 3 chiếc điều hòa này, 3 chiếc giường này, 3 chiếc táp đầu giường và 3 tủ quần áo mọi người nha. Đó. Phòng nào cũng được trang bị đầy đủ, hợp lý. Đây quý vị ơi, rất là đẹp luôn ý. Phòng ngủ rất là vuông vắn nha quý vị. Đó, giường này, táp đầu giường này, cửa sổ thông thoáng hướng ra bên ngoài này. Và cửa sổ nào được thiết kế hai lớp cửa đấy mọi người ạ. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong nó là cửa sắt sơn tĩnh điện mọi người nha. Và đây là tầng 4 của ngôi nhà thì đã có 3 phòng ngủ riêng rồi. Vậy thì trên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như thế nào thì mời quý vị theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nha. Với phía tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau quý vị ơi. Với phía tầng 5 ở đây là cái khu vực sân phơi. Rất là rộng ạ. Đó. Ở đây là khu vực sân phơi này, để máy giặt này, đầu chờ vào máy giặt. Xung quanh khu dân cư thì vô cùng đông đúc quý vị ạ. Đây quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh luôn. Từ vị trí này mà đi ra tới phố Phan Đình Giót, Hà Đông thì nó rất là gần. Đi lại thì vô cùng thuận tiện. Xung quanh đầy đủ tiện ích, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại. Và trên phía tầng 5 của ngôi nhà này thì đây là cái phòng mà chủ đầu tư thiết kế để làm phòng thờ quý vị ạ. Đó. Với căn nhà này thiết kế 5 tầng và 4 phòng riêng biệt. Đồng thời tất cả các phòng đều có đầy đủ nội thất, giường, tủ tặng cho quý vị, điều hòa, bình nóng lạnh. Vị trí thì rất là ok, Ngọc Ánh xin nhắc lại nó là thuộc phố Phan Đình Giót,
phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể biết được cái vị trí căn nhà này, để được tư vấn thêm về những cái vị trí bất động sản khác. Mọi người muốn biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 414 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo từ Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.